Xin chào các bác, chào mừng các bác quay lại kênh YouTube của shop xe 88. Đây là mẫu Titter Slon 2.0 phiên bản Pro. Thì mẫu này nó ngay trên là cái con 40 mấy triệu. Thì đợt này xe đã có hàng và xe hãng nó lắp một cái cấu hình mới. Nó là cấu hình Shimano Tiara. Thì thiết kế vẫn là khung carbon. Đấy, khung carbon đặc trưng. Và chiếc này đặc biệt nổi bật nhất đó là xe sử dụng hệ thống phanh đĩa dầu Shimano đĩa dầu thay cho phanh cơ bóp má vành. Ngoài ra thì có một số nâng cấp em nhìn thấy ở đây, đó là phần màu sắc. Thì xe sử dụng một số màu sắc mới, đó là nó sơn đi che đi lớp carbon không đầm nộ như ngày xưa này. Thứ hai, một số cái màu sắc này, đây là màu tím này, tím mới này. Nâng cấp thứ ba em thấy nó là yên xe hãng nó sử dụng loại yên Titter đời mới này, không sử dụng yên Retropack nữa, sử dụng yên Titter này. Nó dày hơn, nó mềm hơn rất là nhiều, khiến cho các bác ngồi cảm giác nó êm ái hơn, không bị đau bị cấn như kiểu yên Retropack. Và thứ tư đó là về bô tăng được làm mới hơn, này kiểu mới hơn, nhìn nó vát đẹp hơn này. Còn ghi đông dẹt đã có trên đời chiếc Titter Thunder phiên bản mới. Ngoài ra thì hệ thống dây dẫn dầu đều đi âm sườn hết các bác nhé, âm hết này, âm hết ở trên bô tăng, âm hết xong nó không lộ ra ngoài này, các bác nhìn không lộ ra ngoài này, các bác nhìn bên này rõ này. Đấy, còn về cấu hình chi tiết trên này em sẽ mô tả cho các bác. Đầu tiên là xe thiết kế khung carbon group trước sử dụng group Shimano Tiara, phủ đề sau Shimano Tiara. Xe sử dụng đùi đĩa mới, đùi đĩa Retropack lưu style đời mới nhất này. Con này đùi đĩa nhìn nó mượt hơn rất là nhiều, nó nhìn sơ qua rất là giống cái đùi đĩa của Oxy, nhưng mà bây giờ nó nâng cấp lên, nhìn nó các góc cạnh nhìn nó mượt hơn, và cái chạy cảo đĩa to này, gọi là cái mâm đĩa nó làm dày hơn, to hơn, nhìn đẹp hơn rất là nhiều các bạn. Khi các bác nhìn vào cái đùi đĩa này rất là đẹp, giống hệt những xe đua và thêm những cái vạch kim cương bên cạnh, cực kỳ đẹp. Đùi đĩa 50-34T này. Đấy, củ đề sau Shimano Tiara này. Đấy, xe này sử dụng Tiara chắc sẽ 10 níp, em chưa đếm từng níp nhưng mà chắc chắn nó sẽ sử dụng 10 níp. Đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thường những cái bộ đề Tiara sẽ kéo tối đa 10 nít, tiền hạ sẽ nắp cho nó là mắc tối đa luôn. Giống như Sora thì kéo tối đa 9 nít. Đấy, xích thì là xích IPN, Meyer là Retropack đời mới này, phanh đĩa này, phanh Retropack niềng 4cm này, xăm lốp Innova Pro. Đấy, Innova Pro. Cầu yên là cầu yên nhôm, con này cầu yên rất là to và chắc chắn. Yên Titter loại mới này. Đây là mã của xe này, Scroll 2 Pro. Đấy, bô tăng ghi đông nhôm Titter này, vòng cổ carbon 3K này, dây phanh trước đi âm sườn này, dây phanh sau đi âm sườn phanh dầu Shimano. Đây là phanh dầu của nhá, xe sử dụng phanh đĩa dầu Shimano này, bóp rất là nhẹ. Phanh đĩa dầu Shimano 10 Speed. Đấy, dây cuốn giả carbon 3K. Xăm lốp càng carbon các bạn này, càng carbon. Nói chung là con này nhìn cái khung càng rất là to, nhìn rất là chắc chắn, và thứ hai phần cái khung nó làm cong nên rất là đẹp này. Xe sử dụng máy chữ Retropack, phanh trước là Shimano hết nhé. Mẫu xe này vẫn là mẫu cá lổ đấy bác nhé, vẫn có lổ đấy. Vẫn có lổ nhé. Hiện tại chiếc xe này hàng vừa về nên em bỏ ra review luôn. Giá bán thì các bác alo hotline bên em 0933 522 186, anh ấy sẽ báo giá bán cho các bác. Còn em hôm nay hàng vừa về nên bỏ ra review luôn cho nóng hổi sáng sớm, để các bác có thể chiêm ngưỡng siêu phẩm mới về của hãng Titter, đó là Slon Pro. Đấy, phiên bản Shimano Tiara phanh đĩa các bác nhé. Cảm ơn các bác dành thời gian để xem video. Bác nào muốn đặt luôn chiếc xe này vì hiện tại là có mấy màu cơ, em vừa nắp một nền chiếc nên em phải quay luôn. Alo hotline 0933 522 186 hoặc 0936 307 317 các bác nhé. Cảm ơn các bác dành thời gian để xem video. Xin chào các bác.